nay là mình đang đi trên cái đường cao tốc, tức là freeway 405. Cái đường cao tốc này nó nối liền từ thành phố, nó chạy từ Santa Monica ngang qua thành phố Los Angeles xuống tới qua thành phố Long Beach xuống tới Orange County. Thì cái xa lộ này nó nổi tiếng là một cái xa lộ bận rộn nhất nước Mỹ. Mỗi một ngày, mà trung bình mỗi một ngày nó có khoảng chừng 300.000 tới 400.000 chiếc xe đi trên cái xa lộ này. Hôm nay là cái mùa dịch cúm, cho nên cái xa lộ này nó vắng tanh nè. Hôm nay là ngày thứ bảy, 28 tháng 3, bây giờ là 4 giờ chiều giờ miền Tây Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy ở đây cái xa lộ này, thường ngày nếu mà quý vị so sánh cái lượng xe, bây giờ tôi cho quý vị coi một cái đoạn video. Đó, thì qua cái đoạn video đó quý vị thấy là cái lượng xe trên cái xa lộ này, trên cái đường cao tốc này á, ngày thường nó khủng khiếp như thế nào, mà bữa nay quý vị thấy nó vắng tanh nè. Hôm nay là chỉ là thứ bảy thì nó cũng không có đông, thì thường nó cũng vắng hơn ngày thường chút, nhưng mà so với những cái ngày thứ bảy khác mà không có mùa dịch cúm á, không có nạn dịch cúm cúm tàu đó, Việt Nam mình gọi là cúm Vũ Hán hay cúm tàu đó, cái xa lộ này nó vẫn chật cứng xe à. Ngày thứ bảy người ta đi không đi, ít đi làm, nhưng mà người ta vẫn đi chơi. Thì cái xa lộ này mà quý vị chạy mà được bữa nào mà được thông dông, không bao giờ mà được thông dông như vậy đó. Nó giống như quý vị ở Sài Gòn hay Hà Nội, ở Sài Gòn đi, ngày Tết mà ngày thường mà quý vị ra đường nó đông như vậy, nhưng sao rồi so với ngày Tết á, thì cái bây giờ nó cũng cảm giác nó giống như vậy nè. Nó thấy nó vắng teo vậy. Mình đang ở cái đoạn này là freeway cao tốc 405, nó bắt chéo với lại 710 thành phố Long Beach, chạy lên thẳng đường này lên hướng bắc là thành phố Los Angeles, rồi lên tới thị trường Los Angeles luôn. Cái hệ thống đường cao tốc của Mỹ á, nó được xây dựng từ cách đây khoảng 100 năm đó, từ khoảng 1920 là nó đã bắt đầu người ta có những cái đường cao tốc. Cái xa lộ này nó xây dựng vào khoảng chừng 1960. Thì tới bây giờ cái hệ thống đường cao tốc của cao tốc của Mỹ á, mà cộng lại hết tất cả các con đường, nối tất cả chiều dài các con đường cao tốc lại, thì nó là khoảng 47.000 miles, tức là 48.000 miles, tức là 48.000 dặm á. Mỹ á, nó cái đơn vị đo lường của nó là dặm, một dặm là dài khoảng chừng 1.600 mét, thì 48.000 dặm so ra là khoảng chừng 77.000 km. Tức là nếu quý vị nối tất cả những cái đường cao tốc của Mỹ lại thì nó chạy được vòng quanh trái đất được 2 lần. Cái chu vi của trái đất là 40.000 cây số ha, mà cái tổng cái chiều dài của cái hệ thống đường cao tốc của Mỹ là
6 cái làn đường cho 6 chiếc xe, đó là một chiều đi lên thôi. Còn cái chiều đi ngược lại cũng khoảng đó, khoảng 6 làn đường như vậy. Vì vậy tổng cộng là 12 làn đường cho xe chạy 2 chiều. 12 làn đường mà cho tới giờ cao điểm thì vẫn không ăn thua gì hết á. Xe vẫn nhích từng chút một. Mà mỗi lần cái giờ mà kẹt xe á, thường thường là từ 2 giờ 2 3 giờ trở đi là nó kẹt rồi, nó kẹt tới 7 tới khoảng 7 giờ. Và quý vị đi trên cái đoạn này á thì cái quý vị nhích từng chút á, cái vận tốc mà quý vị đi được là khoảng 5 dặm một giờ, tức là khoảng 8 cây số một giờ thôi. Cho nên ai mà ở đi làm ở từ Los Angeles mà chạy xuống vùng Orange County, vùng quận cam, tức là cái vùng khu vực Lido Sài Gòn mà người Việt Nam mình ở đông á, ai mà ở trên đó chạy xuống dưới đây làm việc, hoặc là ở dưới đây chạy ở dưới Orange County chạy ngược lên trên đó làm việc á, mỗi lần đi về, một lần đi là mất cũng 2 tiếng đồng hồ, được đi được về hết 4-5 tiếng rồi, nổi cái thì giờ mà lái xe đi làm không hết 4-5 tiếng rồi. Cho nên có nhiều đại đa số người ta tránh đi làm, nếu mà ai mà đi làm mà ở đâu thì người ta dọn nhà tới đó luôn. Nếu mà dân ở dưới vùng Orange County nè mà đi làm ở trên Los Angeles thì họ thuê phòng ở trên đó ở, đi làm đến cuối tuần họ đi về thôi, hoặc ngược lại. Chứ chạy xe mà chạy lên chạy xuống thì mà ngày mất 5 tiếng thì quá khổ. Chỉ trừ những người nào mà có gia đình, có vợ con, muốn ở với vợ con, không có muốn ở trên kia thì phải chạy đi chạy về thôi. Tôi có ông anh việc ở trên Santa Monica, ông mỗi ngày ông ở trên đó rồi ông phải lái xe, nhà vợ con ông thì ở dưới San Diego, cách đoạn đường cũng cỡ chừng khoảng chừng 120 mile, tức là khoảng chừng 180 cây số đó. Thì cứ cuối tuần ông chạy về với vợ con, rồi đầu tuần chạy lên. Chiếc xe ông mua mới toàn chạy được 2-3 năm là nó trên, nó quá cái nó cái số đường đi, đoạn đường mà chiếc xe nó chạy cũng hơn 100.000 cây số trong vòng có 1-2 năm, một vài năm thôi. Thì đây quý vị thấy ở bên phải mình á, cái nó giống như là một cái đó là cái dòng sông đó quý vị. Nhìn nó buồn, dòng sông chứ ở tiếng này dòng sông, như ở bên California sông ngòi nhìn nó buồn lắm. Mùa mưa thì nó còn có nước chứ mùa khô nó khô rang à, nhưng mà người ta vẫn để cái dòng sông đó để cái gì vậy, phải thông thoáng vậy để mùa mưa nó nước có nước mưa xuống nó mới có chỗ thoát đi. Rồi bên đây là cái giao lộ giữa đường cao tốc 405 với lại giao lộ cao tốc 110 à. Mình cứ tiếp tục đi 405 nữa. Nói tới cái hệ thống đường cao tốc ở Mỹ thì nó là một cái phần rất là quan trọng cho cái nền kinh tế của Mỹ. Nhờ có cái hệ thống đường cao tốc này mà cái giao thông giữa các cái thành phố với cái tiện giữa các cái vùng xa xôi của Mỹ nó rất là dễ dàng. Thời xưa người ta đi đi phương tiện lưu thông trên nước Mỹ, hồi thời xưa người ta đi bằng xe lửa, lúc mà chưa có máy bay thì người ta đi bằng xe lửa. Cái hệ thống đường hỏa xa nó chạy khắp nước Mỹ. Thời đó những cái ông mà tỷ phú mà làm ra đường xe lửa là những cái người tỷ phú, họ hốt bạc nhờ cái hệ thống đường xe lửa. Nhưng mà về sau này khi mà bắt đầu có xe hơi vô thì người ta xây dựng cái hệ thống đường xe hơi, đường cao tốc như vậy á, thì dần dần người ta dân Mỹ gần như không còn đi xe lửa nữa. Bây giờ xe lửa gần như là cái rất là lời rất là ít, hoặc là có nhiều cái hệ thống đường xe lửa họ công ty mà xe lửa đường hỏa xa họ bị lỗ, chủ yếu là họ chở hàng nhiều hơn. Chỉ có một cái công ty duy nhất chở khách là được Amtrak, mà cái công ty đó hầu như năm nào cũng lỗ hoặc là lời rất là ít, tại vì bây giờ người ta ít đi xe lửa lắm. Đi thường thường đi là những người tò mò đi chơi cho vui thôi. Nhưng mà chính phủ vẫn tài trợ, phải tài trợ cho những cái công ty đó để nó tồn tại. Là vì
ít người đi, nhưng mà chính phủ Mỹ không có muốn, chính phủ Mỹ vẫn muốn có những cái hệ thống, cái phương tiện đi lại khác nhau để phòng hờ trong trường hợp mà ví dụ như máy bay hoặc là đường xe, đường cao tốc nó bị trở ngại thì người ta vẫn đi xe lửa được. Ví dụ như giả sử như nước Mỹ có xảy ra chiến tranh đi, mà chiến tranh xảy ra trên nước Mỹ thì mặc dù có thể chuyện nó không bao giờ xảy ra nhưng mà người ta vẫn phòng xa, thì khi mà chiến tranh xảy ra thì người ta không biết được là chuyện gì xảy ra, có thể cái những đường, hệ thống đường cao tốc nó bị hư hại phá hủy, hoặc là máy bay không bay được thì ít nhất người ta cũng còn xe lửa để người ta đi. Thì cái đó là cái tư duy của chính phủ Mỹ là như vậy, người ta lúc nào cũng có dự phòng một cái phương tiện gì khác nhau để cho người dân họ sử dụng. Đó, giống như là ở vùng của tôi, ở vùng Orange County á, tức là người Việt Nam mình hỏi hay gọi là quận Cam á, cái hệ thống đường xe bus á, nó rất là ít người đi, năm nào cái xe bus nó cũng lỗ hết đi, tại vì cái lượng đi xe bus nó rất ít, tại người ta toàn đi xe hơi, tại hệ thống đường ở dưới ở Orange County nó quá tốt mà nó quá rộng rãi, đi xe nhà ai cũng có 2-3 chiếc xe hơi lái đi thoải mái, cho nên không ít ai thèm đi xe bus, chỉ có những người già hoặc mấy một số học sinh sinh viên đại học nó chưa có biết lái xe thì nó đi xe bus thôi, người già họ đi xe bus thôi, hoặc là một số người mới qua Mỹ họ chưa có lấy được bằng lái xe thì họ phải đi xe bus. Thành ra có nhiều chuyến xe bus sẽ chạy trên xe có một độc mỗi người tài xế với một hành khách à, những cái giờ vắng á. Còn những giờ đông thì hồi xưa tôi cũng có đi xe bus một số là mấy lần, tôi đi có nhiều lần đi lên xe bus thấy thường thường là được 5-10 người đi thôi, còn cái giờ nào đông nhất được 20-30 người là thấy đông lắm rồi, ít có cái tuyến, chỉ có những cái tuyến đường nào mà thật là bận rộn thì mới ngồi đầy được xe bus, chứ toàn ngồi nửa chiếc xe bus là thấy đông rồi. Thành ra cái hệ thống xe bus năm nào cũng lỗ hết, nhưng mà chính phủ họ vẫn tài trợ. Thì tại vì sao? Tại vì có những người già hoặc những người trẻ chưa có bằng lái thì họ vẫn cần đi xe bus, thì phải có cái phương tiện để cho họ đi, với lại để phòng hờ trong trường hợp mà có những cái trở ngại bất thường, người ta không lái xe hơi được thì xe bus nó vẫn có cái phương tiện xe bus cho người ta đi. Rồi ở California này thì người ta có dự trù là mở một cái hệ thống đường metro, tức là xe điện mà chạy trên đường rầy đó, chạy từ Nam tới Bắc California. Quý vị biết cái tiểu bang California này là nó có rộng bằng cỡ bằng nước Việt Nam, có 40 triệu dân mà không có, hầu như không có cái đường xe điện nào hết á, chạy từ Bắc tới Nam hết á, toàn đi, nếu đi từ Bắc Nam ta đi máy bay hoặc đi xe hơi. Xe lửa gần như họ, xe lửa có nhưng mà ít đi lắm, cho nên người ta muốn xe lửa và nên người ta muốn xây một cái đường xe điện chạy từ Bắc tới Nam để cho người dân họ đi, để cho với lại một phần là vừa đỡ tốn tiền mà đỡ ô nhiễm môi trường nữa, bớt xe hơi đi. Nhưng mà cái hệ dự án đó chi bao nhiêu tỷ rồi mà nó vẫn không thành, người ta xây được một số đoạn nhưng mà vẫn chưa hoàn thành, tại vì có nhiều đoạn nó nhiều khê lắm, nó phải đi qua những cái vùng đông dân cư mà phải giải tỏa dân cư. Thì ở Mỹ này quý vị biết giải tỏa dân cư rất là khó, đâu có phải như ở Việt Nam mà cứ đùng đùng kéo công an và bộ đội tới đuổi người ta đi, đâu có làm gì được. Mà không nhỉ, thì không chỉ vấn đề dân cư nữa mà còn vấn đề môi sinh nữa. Người ta đi, nếu xe mới chạy qua những cái vùng, người ta phải phá hủy những khu rừng hoặc những cái đồi núi mà có những cái động vật hoang dã nó sống ở đó, thì các cái nhà bảo vệ môi sinh họ không có đồng ý. Tại vì ở Mỹ phát triển kinh tế không có nghĩa là mình có quyền phá hoại môi trường. Cho nên cái dự án đó tới bây giờ mấy năm rồi nó vẫn chưa thành. Rồi bây giờ tới đây là tới thành phố Los Angeles rồi, đây là cái đường đi vô phi trường Los Angeles. Bây giờ tôi tạm ngưng ở đây, tôi sẽ quay cái đoạn video khác nói về trong cái phi trường.
cho quý vị thấy cái đoạn xa lộ của Mỹ, mà cái đoạn này là cái đoạn bận rộn nhất nước Mỹ đó. Cho thấy hôm nay con chỉ có cái con virus nó mới trị được cái nạn kẹt xe thôi. Quý vị thấy bao nhiêu năm nay báo chí Mỹ nói về cái đoạn đường này rất là nhiều, bàn tới bàn lui, chính phủ thảo luận, rồi dân chúng cũng tranh cãi làm sao để mà giảm bớt cái lượng lưu thông trên cái xa lộ này, mà không ai là khó vẫn xây đã tốn bao nhiêu tiền rồi, mở rộng bao nhiêu lên làn đường rồi mà vẫn bị kẹt. Thì hôm nay cái chỉ một phát một cái con virus nó làm cho đường vắng luôn đó, quý vị thấy không? Rồi xin chào quý vị nha, bây giờ mình đi xuống, mình thoát ra khỏi đường cao tốc đó. Quý vị thấy chiếc máy bay không? Chiếc máy bay đang đáp xuống đó, là bên trái đó là phi trường Los Angeles đó. Cái phi trường Los Angeles là phi trường bận rộn thứ ba trên thế giới đó, bận rộn thứ nhì trước nước Mỹ mà của thứ ba trên thế giới. Tôi sẽ làm một cái video clip riêng nó quay cái cảnh thị trường này trong cái mùa dịch cúm. Rồi xin chào quý vị nha.